Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, lũ lụt ở Trung Quốc đã làm hư hại hơn 500 di tích văn hóa được bảo vệ ở 11 tỉnh. Tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay ở tỉnh An Huy là vô cùng khắc nghiệt. Các quan chức Cục Di sản Văn hóa Nhà nước Trung Quốc tiết lộ, trong đợt lũ lụt này, hơn 500 di tích văn hóa bất động ở 11 tỉnh của Trung Quốc đã bị hư hại. Trong đó, hơn 70 cây cầu cổ bị hư hại và một số cây cầu bị cuốn trôi. Sự sụp đổ của các bức tường thành cổ và các công trình kiến trúc cổ cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong số các đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm nổi tiếng trong nước, ở Hoàng Sơn, An Huy bị cuốn trôi, tường thành ở Tương Dương, Hồ Bắc bị sập một phần và nơi ở cũ của Lý Tông Nhân ở Quế Lâm, Quảng Tây cũng bị sập. Báo chí chỉ ra rằng năm nay là năm có nhiều di tích văn hóa bị thiệt hại nặng nề nhất trong mùa mưa lũ. Trong nhiều năm trở lại đây, tính đến hôm nay, hơn 500 di tích văn hóa và di tích lịch sử ở 11 tỉnh bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Chiết Giang đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau do lũ lụt, bao gồm bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia. Có 76 đơn vị và 187 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh. Các quan chức đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ quỹ cứu hộ khẩn cấp cho các tỉnh có di tích văn hóa bị thiệt hại nghiêm trọng. Thưa quý vị, Thông tấn xã Trung ương đưa tin vào thứ Bảy rằng tỉnh An Huy dự kiến sẽ có thêm 2 trận mưa lớn trong những ngày tới và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán An Huy đã đưa ra thông báo rằng biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt của tỉnh đã được nâng cấp lên cấp 1, cấp cao nhất kể từ 18 giờ chiều theo giờ địa phương hôm thứ Bảy. Dòng chính của sông Dương Tử ở tỉnh An Huy đã vượt quá mực nước cảnh báo trên diện rộng và trạm Quang Nija 3 của dòng chính sông Hoài đã vượt quá mực nước cảnh báo. Các phụ lưu và hồ chính trong tỉnh như Giang Giang, Juhe, Juhe Shihe và Kai Ji Lech đều đã vượt quá mức nước đảm bảo. Theo báo cáo, khi đạt đến mực nước cảnh báo, tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, đảm bảo mực nước là đảm bảo rằng đê không bị vỡ ở mực nước này. Thưa quý vị, bão mạnh Maria đổ bộ vào Đài Loan, trường học, doanh nghiệp đóng cửa, chuyến bay bị hủy. Siêu bão Maria đang tiến nhanh đến Đài Loan từ Okinawa, Nhật Bản và dự kiến sẽ đổ bộ vào Đài Loan với ảnh hưởng mạnh vào đêm nay. Tại Đài Loan, nhiều chuyến bay đã bị hủy, một số trường học đóng cửa, văn phòng đóng cửa, cửa hàng đóng cửa. Cục khí tượng Đài Loan thông báo lúc 10 giờ rằng bão Maria đã được phát hiện cách Jilan 500 km về phía đông với sức gió giật lên tới 190 km một giờ. Bão Maria mạnh nhất dự kiến sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào đêm nay và kéo dài đến sáng ngày kia. Trong thời gian này, tại một số khu vực của Đài Loan sẽ có mưa dông lớn với lượng mưa tối đa lên tới 500 mm và có nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và các dòng chảy mảnh vụn. Do đó, bắt đầu từ chiều nay tại 5 thành phố bao gồm quận Jilan và quận Miaoli ở Đài Loan, các trường học sẽ đóng cửa, các văn phòng cũng đóng cửa. UnitAir của Đài Loan đã hủy 70 chuyến bay đến hòn đảo này vào ngày hôm nay và hai hãng hàng không khác cũng hủy các chuyến bay đến và đi từ Okinawa, Nhật Bản. Theo báo cáo của Central News Agency chiều nay, chuỗi cửa hàng Đài Loan Quan Lian đã thông báo rằng các cửa hàng ở quận Jilan và phía bắc quận Miaoli sẽ đóng cửa trước thời hạn. Tuy nhiên, Carrefour Market và Amai sẽ không điều chỉnh giờ làm việc của họ trong thời gian này. Từ hôm qua, doanh thu rau của Carrefour đã tăng gần gấp đôi. Hôm nay, siêu thị đã tăng lượng rau phân phối từ 1 lên 3 lần để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân phòng chống bão. Vâng, thưa quý vị, bão Market đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi cơn bão đi qua Chiết Giang, đi vào tỉnh An Huy thì đã có 3 người được cho là đã thiệt mạng. Bị ảnh hưởng bởi Market, Chu Thiện, Ôn Châu, Thái Châu, Gia Hưng, Thiệu Hưng, Hàng Châu, Ninh Ba, Kim Hoa và những nơi khác đã có mưa. Tính đến 14 giờ, lượng mưa bề mặt ở Chu Thiện là 29 mm và quận Thắng Tứ với lượng mưa bề mặt lớn nhất là 117 mm. Hiện các hồ chứa vừa và lớn ở tỉnh Chiết Giang đều ở dưới mực nước giới hạn lũ trong mùa lũ Đài Loan. Các vùng ven biển đã tăng cường tiêu thoát nước cho mạng lưới sông đồng bằng. Thành phố Gia Hưng đã khai trương dự án xả hàng ra Hồ Nam. Cổng Nam Đài Đầu của dự án xả Nam Hàng Giam mở 3 lỗ, cổng Trường Sơn mở 5 lỗ và dự án thoát nước khẩn cấp Dusan mở 1 lỗ để thoát nước và các biện pháp thoát nước trước đã được thực hiện để giảm trước mực nước của mạng lưới sông. Dự án bao vây phòng thủ thành phố Gia Hưng đã được đưa vào sử dụng.
Theo thống kê, tính đến 12 giờ đã có tổng cộng 135.160 người được chuyển đến từ 9 thành phố gồm Thái Châu, Chu Sơn, Ninh Ba và Ôn Châu. Tại tỉnh Chiết Giang, 20.582 tàu đánh cá đã vào cảng trú ẩn hoặc ở vùng nước an toàn và 4.100 tàu thuyền không đánh cá đã vào cảng hoặc ở vùng nước an toàn. Theo dự báo thời tiết, dự báo trong ngày mai sẽ có gió mạnh từ 9 đến 11 trên biển Hoa Đông. Các vùng biển lân cận nơi tâm ma kết đi qua có thể lên tới 11 đến 12 độ. Mưa to đến rất to ở hầu hết các khu vực của tỉnh Chiết Giang. Một số nơi mưa rất to và có nơi mưa rất to cục bộ. Bộ Quốc phòng tỉnh Chiết Giang nhắc nhở rằng trước khi báo động và thông báo chính thức được dỡ bỏ, cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn của các tàu trở về cảng để trú ẩn, những người đã được chuyển đến và các điểm du lịch ven biển hoặc hải đảo. Đồng thời chú ý theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo sớm mới nhất của Đài khí tượng Thủy văn địa phương, đặc biệt lưu ý đề phòng các tai biến địa chất như lốc xoáy, sạt lở núi, sạt lở đất có thể xảy ra trên các lưu vực nhỏ do mưa nặng hạt. Hoàn lưu bên ngoài của bão Capricorn đã gây ra mưa to đến rất to ở Thượng Hải. Thông tin từ Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thượng Hải cho biết bão Market ập đến trùng với thiên văn triều cường sẽ xảy ra tình huống tam hợp bão táp, mưa to và thiên văn triều cường ở Thượng Hải. Kính thưa quý vị, 20,79 triệu người tại 20 tỉnh trên cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 108 người chết, 21 người mất tích, 1,072 triệu người phải di rời khẩn cấp, 1.717.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 44.000 ngôi nhà bị sập. Kể từ đầu năm nay, mưa lớn và lũ lụt đã trực tiếp gây thiệt hại kinh tế khoảng 35,3 tỷ nhân dân tệ, mức độ nghiêm trọng hiếm thấy trong những năm qua. Bị ảnh hưởng bởi tình hình lũ lụt, chi phí vận chuyển rau và thất thoát đã tăng lên trong mùa hè này, đồng thời nguồn cung càng thắt chặt hơn đã khiến giá rau tăng đột biến. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục diễn ra mạnh hơn, áp lực đối với công tác kiểm soát lũ lụt trong tương lai sẽ không còn như trước, cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi lớn. Ở một số nơi trong năm nay, mưa xối xả đã gây ra ngập úng, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Ngụy Hoa Trần, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của huyện Da Hua, Quảng Tây cho biết mùa lũ năm nay là nặng nhất kể từ khi quận được thành lập. Ngoài Quảng Tây, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên cả nước cũng gia tăng trong năm nay. Theo Dương Lâm, chuyên gia từ Trung tâm Khí hậu thuộc Cục Khí tượng tỉnh Phúc Kiến, việc thiếu mưa vào đầu mùa xuân ở Phúc Kiến năm nay đã gây ra hạn hán quy mô lớn, lũ quét và ngập úng đô thị xảy ra trong khu vực. Theo dự báo, sau khi mùa lũ năm nay kết thúc, hiện tượng El Nino có thể gây ra một đợt đảo chiều hạn lũ khác tại tỉnh Phúc Kiến. Kể từ ngày 29 tháng 5, lưu vực Hồ Giang Hoài và Thái Hồ đã có mưa lớn, lượng mưa hơn 50mm, bao phủ diện tích 210.000 km², diện tích mưa bao phủ 3 lưu vực chính của Thái Hồ là hạ lưu sông Dương Tử và sông Hoài Hà. Số liệu do Bộ Quốc phòng cung cấp cho thấy, bên cạnh diện mưa bao phủ rộng, tình trạng mưa lũ thiên tai hiện nay chủ yếu có đặc điểm là cường độ mưa lớn, mực nước đỉnh lũ cao, một số khu vực xảy ra thiên tai nghiêm trọng. Điều này được hiểu rằng về lượng mưa trung bình, lưu vực Thái Hồ hiện tại là 112mm, hạ lưu sông Dương Tử là 110mm, sông Hoài Hà là 48mm, Cổng An Huy Tây Hà Khẩu là 240mm và lưu vực sông Hoài Hà là 363mm ở thị trấn Thiết Sung, Kim Trại An Huy. Về mực nước đỉnh lũ, mực nước trung bình của Thái Hồ vào ngày 29 đã tăng lên 3,88m, vượt mức cảnh báo 0,08m. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, mực nước vượt mức cảnh báo. Trên mạng lưới sông quanh Thái Hồ có 34 trạm mực nước vượt mức báo động, trong đó có 11 trạm vượt giới hạn an toàn. Mực nước đỉnh lũ tại trạm mực nước của Trường Hà Khẩu của sông Chu Hê, một nhánh của hạ lưu sông Dương Tử và trạm mực nước núi Đông của sông Tần Hoài đã vượt mức nước cao nhất lịch sử là 0,16m và 0,43m tương ứng. Sông Hoài Hà đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm nay. Mực nước tại trạm thủy văn Vương Gia Bá thượng nguồn đã tăng lên 27,09m vào ngày hôm qua, thấp hơn mực nước cảnh báo 27,5m. Theo dự báo khí tượng thủy văn, trong thời gian tới, Thái Hồ, hạ lưu sông Dương Tử, lưu vực sông Hoài Hà vẫn có mưa lớn, tình hình phòng chống lũ sẽ hết sức gay gắt, khả năng bão hình thành và đổ bộ dọc theo bờ biển trong thời gian sau là tương đối cao, sẽ tác động xấu đến tình hình phòng chống lũ trên lưu vực sông Thái Hồ, sông Chu Hê và sông Hoài Hà. Bộ Nông nghiệp gần đây đã tổ chức các chuyên gia khí tượng và nông nghiệp để thảo luận về tác động của sự kiện El Nino và tin rằng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục cho đến mùa thu và đạt cường độ trung bình hoặc cao hơn. Chịu ảnh hưởng của nó, mức độ lũ lụt ở miền Nam và hạn hán ở miền Bắc sẽ nặng nề hơn năm ngoái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.